Hi, xin chào tất cả các bạn chào mừng tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Hay da thì chắc là do khách hàng thân thiết cũng mua đồ rất là nhiều ha. Thì cái hãy khay này các bạn trống là mình mới làm nước ở trên thôi ha. Thì mua hàng rất là nhiều của các bạn đó, mua mối á, mua mấy cái dụng mua mấy cái đồ cho cá nè, thì nó tặng mình tiếp, mình kêu bằng nó thì cũng anh em cũng thân, nó tặng mình tiếp mấy bạn, nó tặng mình tiếp cái Atomy. Nhưng mà mấy bạn nhìn mấy bạn biết Atomy gì không? Mấy người chuyên nghiệp là người ta nhìn ta biết liền ha. Cái này là lon vàng của Trung Quốc đó mấy bạn, thật sự luôn. Hồi xưa giờ mình chưa có xài lon vàng, chưa có xài Bỉnh Châu như clip trước mình nói ha. Xài cũng nhiều loại Atomy rồi nhưng mà chưa có xài loại hai loại này. Nó nói kêu anh cứ đem về thử đi. Các bạn thấy nó nở không? Cái này mình ấp 5 muỗng vô đó. Còn Bỉnh Châu thì mình ấp 2 muỗng là xài đủ rồi. Mã lon vàng mấy bạn nhìn nó nở nè, 5 muỗng vô nè. Cam lè luôn các bạn, quá trời luôn. Ok, để chút xíu mình thu hoạch các bạn, mình cho các bạn xem nha. Là mình mới thu hoạch hết rồi các bạn. Hồi nãy bạn quên nói bạn, mấy bạn để ý cái trứng mà coi lại cái khúc đầu của mình á, mấy bạn thấy trứng chìm á rất là ít luôn nha. Cái lon đỏ lon xanh nó không bằng cái lon vàng này nha, mình đang nói Trung Quốc nha. Cái trứng chìm rất là ít đây nè các bạn. Con Atomy nó đỏ lờm luôn. Cái này là mình chưa lọc lại qua vườn nha, xíu mình lọc lại mình cho các bạn xem tiếp. Mấy bạn thấy mình lọc rồi chưa? Cái màu nó rất là bắt mắt ha các bạn, cam lè luôn. Cái màu này nó đậm hơn cái loại Bỉnh Châu rất nhiều ha. Đó, nè các bạn, mình cũng thu hoạch xong rồi nè. Giờ bỏ vô chai cho cá ăn thôi ha. Cái này thì mình bỏ vừa đủ cho cá mình ăn, chứ bỏ nhiều cái màu nó còn cam hơn nữa, rất là đẹp. Đó, mấy bạn xem cái clip trước của mình thì cái con Atomy Bỉnh Châu thì nó lợt hơn đúng không? Nhưng mà Bỉnh Châu thì tốt, khỏi nói rồi. Mấy bạn nhìn cái con này nè, mình lọc ra thì nói chung là vỏ này nó cũng sạch, nhưng mà cái con Atomy lọc ra nó chết hết à. Một nè mấy bạn nhìn để nè, lát cái nó nằm xuống đáy hết à. Còn Atomy Bỉnh Châu á thì nó sống dai đó các bạn, nên mấy người mà người ta tín đồ của nuôi sinh khói á, thì người ta xài cái Bỉnh Châu nhiều ha. Nè đó mấy bạn thấy không, nó nằm dưới nè, nó nằm dưới á, còn một số ít nó bơi ở trên, lát nó cũng nằm xuống rồi. Đó thì nó không có trâu bằng mấy con sinh khói vậy thôi. Ok, thì thử cho cá ăn nha. Thì con Atomia nào cũng vậy thôi các bạn ơi. Nhưng mà cái con này á, mình thấy nó cái con của nó bự ha. Atomia Trung Quốc thì nó lúc nào nó cũng bự hết á. Đó, cá của mình thì cũng như vậy thôi, không có thêm, chưa có thêm, chưa có bớt ha. Đó, cái dàn cá của mình thì nó vẫn vậy thôi. Mai mốt mình sẽ quay rõ hơn cho các bạn xem nha. Cái bộ phim của tụi Lutobat này thì khỏi chê luôn á. Đó, nói chung là chỉ có vậy thôi các bạn. Hôm nay thì mình sẵn được dịp người ta tặng cái Atomy lon vàng Trung Quốc thì review cho các bạn xem thôi ha, chứ video cũng không có nói gì nhiều nha.
Ok, bye bye, hẹn gặp lại mấy bạn ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye.